cà phê đá nha. Nhiêu tiền vậy anh? 4 ngàn. 4 ngàn hả? Cảm ơn anh. À. Mày, công nhận chiến này nha, hai anh em mình làm chơi và ăn thiệt anh. Bây giờ nguyên cái xã này giờ nó đang hoang mang, nó sợ sắp chết tới nơi hết. Sao tao giao mày mà nhiêu đó bán hết vậy? Một mình em á là 400 tờ phải không? Một tờ là 5 ngàn, tổng cộng là 2 triệu đây nè. Cất vô. Tao còn bán được 100 tờ. Sao? Công nhận cái đầu của cậu tư vấn nó hay thiệt. Ghê lắm á. Ổng đưa tin gì ra là người ta cũng tin tin đó đó. Bởi vậy ổng mới giàu. Chỉ có một cái tội à. Tội gì? Mê trai. Chứ. Cậu tư bóng á, trong cái thị xã mình á, ổng nổi tiếng là cái người chuyên cho vai cắt cổ nè, rồi phao tin đồn nhảm, rồi lên đồng lên bóng nữa. Tụi mình làm cho ổng có khi nào bị bắt không anh? Cái mì mắm ông muối, muối tầm bậy tầm bạ không à. Tao tính kỹ rồi, bây giờ mình làm một vố thật lớn, sau đó ôm hết tiền của ổng mình chuồn luôn. Chuồn luôn? Ừ. Thôi anh ơi, làm gì lỡ ổng thương mình cái chết luôn à. Không dám đâu, ổng hù thôi, đừng có sợ. Thấy không? Có gì đâu mà sợ. Ông tư bóng này á, tao nắm được cái tẩy ổng liền à. Ông mà thư mình á, đem công an xã nó hù cái là ổng xếp re liền. Sao? Ông có đưa cái tin sắm gì mới không? Nối tiếp phần 1. Sự cố Y2K nữa. Tận thế năm 2000. Đây nè, phần 2. Đọc đi. Ủa cái sắm này là của cậu tư bóng mới đưa? Ổng đưa với ai nữa bây giờ? Có gì mới không? Ở Phan Xê, giáo phái ngôi đền mặt trời méo thiêu đốt mọi sinh vật thành than đá. Nếu ai không muốn thành than đá thì hãy nộp tiền cho giáo chủ. Cái gì kỳ cục quá. Cái này mà bán cho người ta đọc xong á, người ta chấp nhận thành than đá chứ không ai ngu nộp tiền. Đúng không? Hay quá. Coi như đây, cái này mới ngầu nè. Gì? Giáo phái thập thiền nhục dục khuyên các tín đồ hãy cởi bỏ quần áo rồi nhảy múa trong giường thượng quyển sau khi chè chén say sưa. Cái đạo gì mà tục tiểu quá. Thôi kệ nó, cậu tư đưa gì mình làm theo đó thôi. Nè, bây giờ là mình phải đem về mà quay Romeo xong mình đem ra bán. Đó. Bán anh. Thà thừa thắng mà xong lên. Đó. Bây giờ mày giữ mấy triệu đó nha. Sẵn giữ luôn mấy cái này đi. 2 triệu. Đó, giữ hết cặp này đi. Rồi sau đó tao qua cậu tư bóng tao mượn thêm 10 triệu nữa. Làm một vố thật đậm. Rồi mình ôm hết tiền của ông tao mày ra Vũng Tàu nghỉ mát. Em nói anh này mạnh mẽ nghe này nè. Sao? 10 triệu hả? Nhiều lắm. Không có cho anh mượn không? Mang cái tiếng mượn cho lịch sự vậy thôi. Chứ thiệt tình hả? Tao qua hả? Tao dẹo ổng, tao ngã ngớn với ổng. Là tao moi được tiền ổng liền. Ông này dạ trai lắm. Anh Bảy, nói nè anh Bảy nghe nha. Hình như là ổng yêu anh Bảy á. Nghe mày nói tao muốn nổi da gà hết trơn. Ai biểu mù quáng trong tình yêu thì chỉ có chết thôi. À, còn này em quên nói nữa anh Bảy. Em đề nghị anh Bảy nha. Anh Bảy mướn thêm 7-8 thằng phụ em bán đi. Chứ mình em bán không có sợ. Được thôi. Cứ phát đứa một ngày 20 ngàn đồng. Bán trong cái xã này xong. Bán luôn mấy cái xã lân cận. Hiểu chưa? Nhưng mà nhớ cẩn thận nha. Tao thấy hổm rầy á, trung công an xã để ý tụi mình dữ lắm á. Trời ơi, anh lo xa quá anh ơi. Em quay Rono là em quay với chung với hầm quay không à. Làm sao mà phát hiện ra được. Thiệt không? Thiệt. Mày làm sao tùy mày. Chứ hổm rầy á, tao nằm mơ tao thấy toàn là gì không à. Rồi biết rồi. Em nằm mơ thấy lột chuối ăn phải không? Lột chuối là lột xuống chứ. Mày ngu quá. Vô duyên. Tao nói gỡ gì là biết gỡ gì đâu. Gỡ lịch đó con. Gỡ lịch hả? Không phải gỡ một tờ đâu. Gỡ có nhiều khi tao nằm mơ thấy gỡ cả nùi nữa. Ơi, anh lo vậy anh ơi. Gỡ đi á là nguyên đám mình gỡ tập thể. Thôi nín. Cái miệng mày á là linh lắm á nha. Nói ra thấy ở tù chết chóc không á nha. Thôi về làm liền đi. Thôi về em đi ha. Ừ. Nè lên. Cẩn thận nha. Đập. Cố gắng nha. Chú em. Cho qua hỏi thăm. Cái khu này nè. Có ai mà lên đồng bối toán mà giỏi không? Có chuyện gì không bác? Chuyện là vậy. Qua nghe nói á. Trời đất á, sắp có một cái sự cố xảy ra. Mưa lớn mà, mười mấy ngày, mười mấy đêm. Giả lại á, lũ lụt triền miên, không ngưng, ghê lắm con ơi. Đúng rồi, thiên tai sắp ập xuống, tiêu diệt cả loài người.
Trời ơi, bởi vậy Qua đọc cái sấm này nè, Qua sợ quá. Ừ đúng rồi, sấm của thần thánh truyền không sợ sao được. Bởi vậy bác á, con khuyên bác nha, bác chuẩn bị tiền mua lương thực đi để đối phó cái sấm đó là vừa. Trời ơi, chết Qua rồi. Cái tiền của Qua để dành đám cưới vô thằng con trai. Thì quản đám cưới lại. Như vậy làm sao nói chuyện với bà Xuôi? Bác bỏ ít tiền qua nhà cậu Tư Bóng, chuyện gì khó mấy ông cũng làm xong. Vậy tâm sự nhờ chú em, làm sao á bà Xuôi mà quản cái đám cưới là được. Con sẽ giúp bác. Trời ơi, vậy Qua gửi cho chú em ít tiền. Thôi bác cắt tiền đi, làm ăn nhau uy tín mà, xong công việc mới lấy tiền. Cách nửa vần trăng, cách nửa vần trăng, tôi làm con đò nhỏ chạy đôi câu thơ. Cậu Tư ơi, cậu Tư ơi, cậu... Ủa, ông đi đâu mà nhà cửa vắng que, vắng quắc hả trời? Thôi kệ, đậu xe xích lô ở đây, ngu gì đậu ở ngoài, mất làm sao? Thời buổi này không tin thằng nào con nào hết. Cậu Tư ơi! Ông này ông ngủ hay sao hết trời? Ý, remote TV. À, mới mua tivi. Hí, Sony 21 inch nghe. Trong khi chờ ổng ra, mình mở tivi mình coi. Trời. Hí, ông Tư định đổi một cái kẹo kéo, sắm nguyên cái bàn kẹo kéo ở đây trời. Kỳ cục. Trời ơi, để nguyên cái máy cassette ngoài này. Ai không không tham cũng muốn tham. Không được, lấy cái máy cassette này, ông thư 5-6 cái máy cassette trong bụng là chết mình luôn. Trong khi chờ ông ra, mở nghe chơi. Em biết anh sẽ quên hết những bài tình ca viết riêng tặng em. Và em biết trái tim anh có hình bóng ai đâu chỉ riêng. Ông Tư lên đồng bóng lãng mạn. Anh sẽ không trách anh nữa, chẳng trách anh đâu. Khi ta đến bên nhau, tình gian dối. Và em biết anh sẽ quên hết những bài tình ca viết riêng tặng. Kỳ trời, tự nhiên là tự nhiên chạy à, quen à, biết lắm mà, nghe mùi tôi biết quen quá, rồi ghét không, rồi trời ơi, nổi da gà hết trơn, gà da dịch gì không, ghét rồi. Cậu Tư mặc áo vô đi, để vậy kỳ quá. Vậy mới thấy hấp dẫn chứ sao, giá trị thực tiễn, nõn nà nè. Rồi đâu mất tiêu không? Đi làm ăn, làm theo những cái sấm cậu Tư đưa đó. Nhớ một chết luôn. Nổi da gà nữa. Cậu Tư, gì? Cậu định đổi nghề làm bán kéo kéo hả? Kéo kéo gì không biết nữa. Này lên đồng hiện đại của tôi đó không? Là sao? Rồi nào giờ mình đi tìm hiểu cái mạng của người ta đến rồi mình mới nói. Bây giờ thì mình vẫn phải đi tìm hiểu cái mạng. Nhưng mà ta đến, mình biểu đứng đó, mình bấm xem vòng vòng một kích kim mộc thủy hỏa thổ đó. Vậy sao mới kiếm tiền được chứ trời. Rồi nè, đó, để nhà cửa trống quang à, có ngày để mấy cái sếp bị mất à, coi. Cái này cũng lên đồng hiện đại luôn bộ. Là sao? Nào giờ đó mình muốn ca rồi hát rồi múa mỏi miệng mỏi mình phải không? Bây giờ là mình bấm cái máy nó phát ra cái mình nhép theo người ta kêu là playback chứ. Playback là sao không hiểu? Giống như ca sĩ vậy đó, khi người ta hát đó người ta thâu tiếng trước, tới nhìn đó người ta bấm người ta nhép theo người ta kêu là
playback đó. Có khi nào bị trật không? Bị hoài à. Mà thôi, tìm hiểu chi cho nó mệt. Bây giờ theo tôi đi, tôi chỉ cho cách làm ăn nghe không? Nè, chỉ một ngón tay thôi. Nè, lại đây. Bây giờ bé bấm đi đi. Bấm xuống. Và em biết anh sẽ quên hết những bài tình ca viết riêng tặng em. Và em biết trái tim anh có hình bóng ai kia đâu chỉ riêng em. Trời ơi, cậu Tư lên đồng bài này lãng mạn quá. Đâu phải đâu, đây là những bài hát mà Tư buồn, Tư nằm Tư nghe đỡ nhớ bảy mụn nữa mà. Tôi thích mấy bài hát này lắm đó, như bài Trống Vắng nè, như bài Khoảnh Khắc nè, đang học bài mới nè. Bài gì? Trái hết cho người. Ủa? Vậy cậu Tư lên đồng bài nào? Nè, bấm nè, bấm đi đi, bấm đi. Ủa, bấm. Trời ơi, cậu Tư lên đồng bài này chắc sập nhà quá. Lên đồng bộ đánh lộn rồi sập nhà. Rồi đâu mất tiêu hả? Nhớ chết luôn hả? Đi bán mấy cái sắm mà cậu Tư giao cho đó. À vậy hả? Ừ. Xe để mà nắng sao rút còn chút xíu hả? Kiểu nó vậy đó. Kiểu vậy? Ừ. Ngày chuyển nghề hả? Nghề gì? Xiết. Xiết gì? Xiết khỉ. Nữa cậu Tư dở hoài à. Xe này chở khỉ chở ai không? Không có đâu. Chở người được á. Chở người? Ừ. Ta đi một người còn chở được, ta đi hai chồng sao chở? Đi hai vợ chồng giao xe cho người ta, mình chạy bộ theo. Chi phí sức lao động gì không biết nữa. Bán hết đi. Theo Tư lo hết từ A tới Z rồi. Nổi da gà nữa thấy chứ. Nổi da gà, cái tay nổi chân có nổi không? Nổi sao không nổi? Được coi coi. Nè. Nhẹ nhẹ thôi à, coi làm gì. Trời trời, xin lỗi, chừng trắng như bông bưởi vậy. Dằn lòng không có đậu nó chết cho mụn á. Cậu Tư đừng làm con sợ lắm. Sợ gì không biết. Thế này, ngồi xuống này với tôi một chút xíu coi nè. Đi mất tiêu trong trời chết luôn nè. Vũa hai ngón tay mà giống nhau nè. Trên nó đỏ nhỏ coi không? Không. Có cục đất là cậy đi. Chuyện nhỏ. Trời ơi, cậy đất kiểu đó ai đứng gần đuôi mắt người ta sao? Đó văn dĩ nhờ cậy hai cục đuôi hai con. Này đâu ạ? Đi bán mấy cái sắm của cậu Tư đó. Ngồi đây với tôi nha, đi ngồi giận á. Giận con cái miệng. Giận thiệt chứ không phải nói chơi đâu. Cái miệng. Á. Trời ơi, tát mùng 1 mà mùng 9 mới á. Á liền đâu ai để ý đâu. Đá một hồi rồi mình mới á, người đánh mới thương, mới để sẽ đẹp mình. Ủa, cái miệng. Á, chứ á đầy lãng mạn, sao đánh đu hoài á, đậy đâu nói nghe coi. Thì đi bán mấy cái sắm của cậu Tư đó. À vậy hả? Dạ. Bán được không hả? Bà ơi, bán hết luôn á. Hết luôn? Ừ, cho nên á, bữa nay á, là qua đây á, là gặp cậu Tư á, mượn thêm 10 triệu nữa. 10 triệu? Dạ. Trời ơi, tôi lên đồng trào máu à. Mượn 10 triệu làm gì? Thì về mua nguyên vật liệu, làm một vố thật lớn rồi mình nghỉ luôn. Đúng ý Tư rồi. Phải làm cho lớn lên, phải làm cho nhiều lên, thu lợi mới nhiều chứ. Đúng ý Tư đó, mượn 10 triệu à. Nè, rồi là nhiều quá rồi, cái chỗ mà ta in cho mình, ta không nghi mình sao? Không sao đâu, quay Romeo với hầm mà. À vậy hả? Bán hết xã này, bán cái mấy xã lân cận luôn. Kín đáo vậy hả? Phải kỹ lưỡng mới được. Ra số tiền lớn mà không hỏi kỹ mất cái chết tôi luôn. 10 triệu phải không? 10 triệu, tôi đưa 10 triệu. Còn giấu tiền à? Đừng có ngó. Đàn ông gì mà tò mò tập mạch quá. Đến tiền nó ghê quá. Tiền nè. Nghe mùi thơm của da thịt Tư không? 10 triệu á nha, phải làm thành 100 triệu à, làm được tôi giận á nha. Thôi, không ai dám làm cho cậu Tư giận đâu. Ai mà làm cho cậu Tư giận á hả, cậu Tư trù liền à. Ai mà đi xe đò hả, bị xe đò lật. Ai mà đi tàu thuyền hả, bị tàu chìm. Còn ai mà đi máy bay hả, đáp xuống phi trường hả, bánh máy bay không có bung. Trời ơi, đồ cúng kiến của người ta mà không lau xe không, phá quá. Xin lỗi con Tư. Nói vậy thôi, nói với mấy người kẹo kiết à, cầu xin thì nhiều mà cúng kiến chẳng bao nhiêu. Còn với bảy thì trời ơi, thương không ngớt, ai nỡ nào chù ẹo. Trời ơi, nhột quá.
hẻo dữ lắm rồi phải không? Thấy mặt biết hẻo rồi đó. Vô đây tôi cho tiền. Thôi cho đây đi. Vô đây phòng có máy lạnh mà. Thôi ở đây gần chết rồi, vô trong đó chết chắc luôn. Giờ sao? À hay là cậu Tư muốn cho tiền bảy, cậu Tư quăng xuống đây đi, bảy tới bảy lụm. Nghĩa khôn vàng trời mây luôn. 8 ngàn. Nhớ gieo danh thơm chứng tốt với tôi nha. Trời ơi, có 8 ngàn đi gieo danh thơm tiếng tốt. 8 ngàn phải tiền không? Mồ hôi nước mắt tôi với bộ. Có ai nhờ không? Ê, hình như có khách. À, ông Chính, mà con thường nói với cậu Tư á. À, ha, ông Chính già đó phải không? Ừ. Bây giờ vậy nha, lát nữa khách vô tiếp với Tư nè, rồi cái bấm máy nè, rồi bấm cassette nè. Bấm máy cái này hả? Ờ, rồi phụ thay quần áo với Tư nữa, rồi ăn rơn nha. Dễ ồm hả? Dễ ồm ha. Bây giờ vậy, ra mời khách vô nha. Cậu Tư cứ vô chuẩn bị đi, để con mời khách vô. Rồi. Cái mối này là có mối con giới thiệu á nha. Biết mà. À, mời ông Chính vô. Sao sao có ổng nhà không? Đó, ổng đứng đó ông thấy hả? À. Đưa đi trái cây cho tôi. Cúng giùm tao đi. Ừ. Chào cậu Tư. Ông Chính tới đây làm chi? Dạ qua cúng cậu Tư. Cúng thần thánh thì nói cúng thần thánh, nó cúng cậu Tư, thần buồn mà Tư cũng giận đó. Ê, gì? Kêu cậu hay cô? À thì Dương là cậu, âm là cô. Ê, kêu cậu Tư luôn ha. À dạ thưa cậu Tư, hôm nay á tôi qua đây nhờ cô Tư giúp giùm. Sao? Làm sao á cho bà Tám kế bên nhà tôi á quản cái đám cưới này. À, không chịu quản nữa. Ở bên đó không chịu quản đám cưới phải không? Dạ. Mà bển khó khăn nhất là ai vậy? Dạ bà Tám, bà dữ lắm. À, bà Tám già phải không? Dạ. Thôi được rồi, để tôi cầu xin thánh cô về hỏi ý kiến giúp đỡ cho ông Chính nha. À, cảm ơn cậu Tư. Mà ông tuổi gì mà ông... À thôi, ông đứng đó đi, đứng chỗ cái bát quái trận đồ đó. Đừng có cúi xuống mũi tên nó đâm lọt trọng mắt à. Bảy, bấm máy bảy. Đứng đó. Ông mạng quả phải không? Ê, trời. Ông sanh ngày 15 tháng 8 năm 1938 đúng không? Đó là về dương lịch, còn về âm lịch thì rằm tháng 7 cúng cô hồn để ông ra phải không? Ừ, sao hay quá vậy? Ông có thuộc loại cô hồn sống đó. Được rồi, bây giờ tôi cầu thánh cô về hỏi ý kiến thánh cô giúp đỡ ông Chính nha. Dạ. Bảy. Dạ. Mặc cái áo ấy. Áo đây. Từ bảy. Tháng rưa mới được chứ. Áo khó quá. Bảy trùm mới khăn đỏ nữa bảy. Ủa khăn đâu? Mới đây đâu mà nó đâu thấy đâu. Khăn đâu rồi? Chết tôi rồi. Kẹp đây mà không thấy. Dạ xin lỗi cậu Tư nghe. Trời ơi. Tôi nói rồi mà bực mình ghê. Thấy như là ảnh hưởng đến nước bạn mà nó thấy không? Đốt nhang đang đốt lẹ đi, trời nó cháy cái đã. Đùa tôi cậu Tư, ba người ai xét? Tôi nói cassette. Trời ơi, cassette mà tưởng là xét. Trung tâm ứng dụng công nghệ hóa màu xin trân trọng giới thiệu ngoại keo dính chuột, một sản phẩm tiêu diệt chuột nhanh nhất, hiệu quả nhất mà trung tâm ứng dụng công nghệ hóa màu vừa cho ra. Ủa, lên đồng bằng keo dính chuột hả? Trước khi vô tiếp mục chánh bao giờ cũng phải có quảng cáo. Xét mà chơi ra vô lộn rồi ổng ơi. Sao giống chơi banh đũa vậy? Ừ thì cậu Tư hồi nhỏ thích chơi banh đũa. Nam kia. Dạ. Qua đây xin quản đám cưới con trai phải không? Dạ phải.
bên kia vì nữ già không đồng ý hoãn đám cưới phải không? Dạ đúng. Bây giờ nam về lấy ba cọng tóc của dì nữ qua đây, ta làm phép cứu cho, sẽ hoãn được. Ngoài ba cọng tóc, quần áo, giày dép, được không cô Tư? Ta nói có tóc chứ ta có nói quần áo, giày dép. Học chính, cậu Tư khó lắm á. Nói cái gì thì làm theo cái đó đi. Canh mẹ mà nó ngồi ở đâu giật đại ba cọng tóc là được à. Trời ơi, mày làm như dễ lắm nha. Lấy tóc của bà còn hơn vô sở thú lấy râu con cọp á. Không được thì thôi, bây giờ vậy nè, nếu mà khó quá à, lúc bà tắm á, bà trang trải đầu á, tôi lấy ba cọng. Trời ơi, tóc bà cứng lắm, con môn tóc tợ mày rụng trước bà. Giờ sao, đồng ý không mà cứ tranh cãi hoài. Đồng ý, đồng ý đi, tôi giúp giùm cho. Mày hứa ha? Ừ. Dạ, đồng ý cô Tư. Đồng ý rồi phải không? Dạ. Đồng ý rồi mà sao không thấy hồi âm bảy. Dạ dạ. Sao tôi búng kêu, ông búng kêu? Búng kêu cho chó tới cắn hả? Bảy. Tiền đó. Tiền thì nó lại tiền. Tôi tưởng ông thích búng móng tay. Đừng đưa trung gian có tay nè. Thấy chưa? Tôi già rồi cậu Tư. Già không phải đàn ông sao? Có hơi đàn ông mà được rồi. Xong hết rồi phải không? Dạ. Nghe lời ta dạy bảo, về đem ba cọng tóc. Ừ, về đi. Đến đây ta sẽ giúp đỡ cho. Bây giờ ta tạm biệt ông ta thăng nha. Phải chuẩn bị. Dạ. Vất vả. Xong chưa? Dạ xong. Đồng ý xong hết rồi phải không? Dạ. Về đi, công an khu vực tới chết dịch. Thưa cô Tư, tôi về. Ừ, về đi. Bà con mình nhớ chống mê tín dị đoan nha. Ê, dạ, 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 giết tôi hả? À? Mở ra vô hoài à. Không biết đâu. Vô đây. Nó phát. Vô đây tôi chú bộ. Đi đâu? Đi đâu hả? À? Vô đây nè. Vô đâu? Vô phòng nè. À. Ơi, lại chết rồi. Vô nó mới là chết rồi. Thôi mà. Thôi. Vô đây. Trời ơi, thấy rồi. Tiền ta rớt cái đà áp trển không? Thử là quân tử vậy thôi. Ai về quân tử tham lam vô cùng. Đó là quân tử giỡn chơi. Thiệt lòng quân tử không hề tham lam. Trời ơi, đối đáp với tôi chết, chết rồi. Vô đây tôi chúc đi. Đâu? Vô đây mà rồi. Không được đâu, ơi. Vô đây chúc mà rồi. Chết rồi. Ông yên tâm, tụi nó đã bị bắt hết. Phải rồi, bắt hết đi, mấy tên lừa gạt, bắt hết đi. Ông nói đúng, những tên lừa gạt phải bị bắt hết. Râu rụng hả? Bây giờ đến ông. Đâu chỉ riêng em, và em sẽ không trách anh nữa, chẳng trách.